Hi Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh học tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi JLPT N3, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, cách đọc của Hán tự. Câu 1 này, Nihon no naneni wa doko desu ka? Hán tự của chúng ta sẽ là chữ thủ và chữ đô đúng không? Thì chúng ta biết rồi, chữ thủ trong từ thủ tướng đúng nhỉ? Đọc là shusho, không có trường âm. Đấy. Chữ đô trong từ gì nhỉ? Đô thị, toshi này, hoặc vần ô ấy, thì nó sẽ không có trường âm. Vậy các bạn sẽ lựa chọn đáp án đúng là số 3. Có nghĩa là thủ đô đều không có trường âm ở cả hai từ nhá. Thủ đô của Nhật là ở đâu? Các từ còn lại chúng ta có từ số 4 là từ có tồn tại này. Shuto có nghĩa là chu đáo. Câu số 2. Nanani wa Taiyo no mawari wo mawatteru. Hán tự là chữ địa, chữ cầu đúng nhỉ? Chúng ta có chữ địa sẽ đọc là chi trong từ chi đi, địa lý đấy. Chữ cầu đọc là kyu, như vậy chúng ta phải chọn đúng là số 2. Chi kyu có nghĩa là địa cầu, trái đất. Trái đất đang quay xung quanh mặt trời. Số 1 đọc là gi kyu. Các bạn có chữ Hán là chữ thời và chữ cấp, có nghĩa là lương giờ. Số 3 và số 4 thì không tồn tại. Câu 3 này là một câu hỏi về âm cư Yomi ở dạng động từ. Ano toke wa nani nani iru. Cái đồng hồ kia ấy nó làm sao đó. Hán tự là chữ chỉ, như vậy đọc là gì nhỉ? Okureru đúng không? Okurete. Đáp án đúng chúng ta sẽ là số 2. Cái đồng hồ kia nó đang bị chạy chậm. Các phương án còn lại, ví dụ như là số 1, chúng ta có chữ nào đọc là Kowarete các bạn nhỉ? Kowarete là chữ hoại, có nghĩa là hỏng này. Taorete là chữ đảo, có nghĩa là đổ ngã. Số 4 là Yogorete là chữ ô bẩn. Câu số 4. Futari de nanani sureba shigoto mo hayaku owaru daro. Hán tự của chúng ta là chữ hiệp và chữ lực. Chữ hiệp sẽ đọc là kyo có trường âm. Kyoryoku có nghĩa là hợp tác, hiệp lực. Nếu như hai người hợp tác với nhau, hai người hiệp lực với nhau ấy, thì có lẽ là công việc cũng sẽ kết thúc sớm. Đúng của chúng ta sẽ là số 3. Chúng ta có từ số 2 đọc là đô điếu cự, này sẽ là chữ nỗ lực này. Và số 4 đô điếu cự có nghĩa là động lực. Câu 5. Daigaku no shogakukin ni nanen ni shita. Câu này thì hơi khó với các bạn N3, bởi vì là chữ mộ và chữ ứng đều là kanji N2. Đọc là ô bộ đúng nhỉ? Ô bộ có nghĩa là ứng tuyển. Tôi đã ứng tuyển vào học bổng của trường đại học. Đúng, chúng ta sẽ là số 1 nhé, không phải các từ còn lại. Câu số 6. Kodomo no nani nani ni kotaeta. Hán tự là chữ nghi và chữ vấn. Nghi vấn sẽ đọc là Ghimon. Các bạn chọn nó đúng là số 4. Có nghĩa là nghi vấn, nghi ngờ, câu hỏi. Tôi đã trả lời cái câu hỏi của đứa trẻ, của con tôi, không phải cái từ còn lại. Trong các phương án còn lại chúng ta có số 3, Ghimon là từ tồn tại. Hán tự của nó là chữ ngu và chữ vấn, có nghĩa là hỏi ngu. Câu số 7. Shiken no seiseki ga nanin ni sareta. Từ này các bạn quá quen thuộc rồi. Hán tự là chữ phát và chữ biểu, sẽ được đọc là hapyo. Đúng, chúng ta sẽ là số 2. Thông thường cứ thấy từ này các bạn hay dịch là phát biểu, nhưng mà thực ra thì ngoài nghĩa phát biểu nó còn có nghĩa là công bố cái gì nhỉ, cái thành tích của bài thi đã được công bố nhé, không phải là hạt sư hiệu này hay là hapyo không trường âm. Đúng, đây là 2. Câu 8. Chữ Hán là chữ đơn và chữ ngữ, sẽ đọc là tango. Đúng, đây sẽ là số 4. Tango no risto tonari no page ni arimasu, có nghĩa là cái danh sách từ ấy, cái danh sách từ vựng ấy, nó ở bên, ở trang bên cạnh, không phải là ghê gộ. Kê gộ của chúng ta Hán tự là chữ kính và chữ ngữ. Đang gộ đây, chữ đoàn và chữ tử. Chúng ta có một câu rất là kinh điển đấy đúng không, đó là gì nhỉ? Hanayori đang gộ có nghĩa là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Tiếp theo chúng ta sang môn đề 2, đó là môn đề nhận diện mặt chữ Hán này. Câu số 9. Mina de hanashi atte môn đề o kaiketsu shita. Mọi người cùng nhau trao đổi, thảo luận và kaiketsu kết sự vấn đề, à sẽ là giải quyết vấn đề đúng không? Chúng ta có này, từ nào là giải quyết nhỉ? Số 3 là chính xác. Số 1 đấy, hán tự của nó là chữ giải. À xin lỗi, chữ cải mặc dù đọc là kai đấy, nhưng mà nó sẽ không có cái từ gọi là giải quyết như này nhá. Chúng ta sẽ loại trừ bởi vì sai cái từ đầu tiên. Số 2 là chữ cải, chữ kết. Không phải kết đúng không? Số 3 đúng này. Số 4 là giải và kết, không phải. Đúng phải là giải và quyết. Câu 10. Yamaguchi san ni Tokyo annai shite moratta. Ở đây chúng ta sẽ cần chữ án và chữ nội đúng không? Tôi đã được cậu Yamaguchi ấy, cậu ấy hướng dẫn, cậu ấy dẫn đi tham quan Tokyo. Vậy thì chúng ta sẽ thấy một là chữ an, không phải. Một không chính xác này. Số 2 là chữ gia và chữ nội, cái này là kanai. Này có nghĩa là vợ. Không phải đọc là anai. Từ số 4 là shitsunai. Chữ thất là phòng, đây là trong phòng, không phải. Đúng chúng ta sẽ là 4. Chữ Hán là án và nội. Có nghĩa là hướng dẫn, dẫn đường. Câu 11. Watashi wa kenkō no tame ni mainichi hashite imasu. Tôi ấy hàng ngày tôi đều chạy vì kenkō. Kenkō chúng ta biết là vì sức khỏe đúng không? Hán tự sẽ là chữ kiện, là chữ khang. Vậy thì phương án nào chính xác đây? Một là kiện khang, đúng rồi, các bạn chọn được luôn một nhá. Số 2 là kiến. Kiến khang không phải kiến mà phải là kiện, phải có thêm bộ nhân đứng cơ. Số 3 là chữ kiện và chữ khố, không phải. Chữ khố trong từ rezoko ấy, cái tủ lạnh ấy, không phải. Đây sai cả hai chữ. Tiếp theo câu 12. Kotoshi no natsu wa kion ga takakatta. Mùa hè năm nay thì kion, kion là chữ khí và chữ on có nghĩa là nhiệt độ không khí. Mùa hè năm nay thì nhiệt độ không khí rất là cao. Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp. Từ đầu tiên là chữ khí và chữ thấp. Chữ thấp này có nghĩa là độ ẩm này. Đấy. Trong từ shitsu độ. Đấy. Shitsu độ có nghĩa là độ ẩm. Không phải. Số 2 là kion đúng rồi, chữ Hán là chữ khí và chữ ôn đúng không? Nhiệt độ không khí này. Chữ số 3 là chữ khí và chữ thang có nghĩa là nước nóng, yu đấy. Và số 4 là chữ khí và chữ hỗn. Trong từ konjac sự hỗn tạp không phải. Câu 13. Atama ga itai no de kusuri o nonda. Bởi vì đầu tôi bị đau nên là tôi đã uống thuốc. Vậy thì từ nào nghĩa là đau nhỉ? Từ số 1 là chữ bệnh. Không phải. Từ bệnh này có sẽ có âm cư là đọc là da trong từ da mự các bạn nhé. Đấy, hơi khó bạn có thể nhớ. Số 2 là chữ gì nhỉ? Số 2 là chữ thống đau đúng rồi. Đáp án đúng của ta là số 2. Số 3 chữ này là chữ dịch, cái kanji N1 dịch trong từ dịch bệnh ấy. Đấy, ví dụ như là trong từ ekibyo chẳng hạn. Đây, hán tự là dịch bệnh này. Ekibio. Nhưng mà các bạn N3 thì chưa phải học chữ dịch này đâu, người ta cho gây nhiễu thôi. Số 4 là chữ chữ gì nhỉ? À đây là chữ chứng trong từ triệu chứng. Đấy, trong từ shoujo. Có nghĩa là triệu chứng, không phải. Câu 14, câu cuối cùng trong phần kanji kono shatsu wa gojo de taiyo ni tsukurarete iru. Cái áo sơ mi này nó được sản xuất ở xưởng một cách thai điều, đọc là thai điều, chúng ta sẽ dùng chữ đại và chữ lượng đúng không? Có nghĩa là lượng lớn này, đúng là số 3. Số 1 chữ đa và chữ lượng thì đọc là ta điều nhá. Ta điều chứ không phải là có y đúng nhở? Đấy, không phải là đa liệu hay là đại liệu của 4 nên là sai. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai từ vựng. Chúng ta sẽ cần phải căn cứ vào nghĩa và mạch câu để chọn từ phù hợp. Câu 15 này. Kono ketai dewa wa botan ga oshi nikui という nanani wo motsu ryousha mo iru. Cái điện thoại di động này ấy
thì cũng có những người sử dụng họ mang một cái gì đó đấy, với nội dung là cái nút nó khó bấm đấy, cái nút nó khó bấm, cái nút nó khó nhấn, vậy thì sẽ là phù hợp là cái từ gì? Từ đầu tiên canxi là quan tâm, từ số 2 là phư mang là cái sự bất mãn, mục kêu là mục tiêu và gaman là chịu đựng. Vậy thì phù hợp nhất với gọi là botanga oshiniku là gì đây nhỉ? Đó là bất mãn đúng không? Khó chịu. Đấy, một điều mà khiến họ không thoải mái. Điện thoại di động này thì cũng có những người sử dụng họ mang cái sự bất mãn, họ mang cái sự không hài lòng, đó là nút nó khó bấm, nút nó cứng quá. Câu số 16 này. Machio nanin ni shite tara Yamamoto-san ni atta. Chúng ta thấy đều là từ gì nhỉ? Đều là từ láy đúng không? Gura gura, gara gara, bara bara và bura bura. Vấn đề ở đây ấy là chúng ta sẽ dùng cái từ nào phù hợp. Từ đầu tiên gura gura là lung lay. Đấy, nó dùng để diễn tả cái sự rung động, lung lay hoặc là rung, không phải nhá. Gara gara là gì nhỉ? Vắng tanh vắng ngắt này. Ví dụ gara gara no desha là cái tàu điện không có người, ít người, vắng người. Bara bara là riêng rẽ, rời rạc. Bura bura là loanh quanh lang thang, đúng rồi. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là 4. Có nghĩa là đang đi lang thang ở trên phố, đang đi không có một cái mục đích, không có một cái ý đồ gì ban đầu cả, chỉ gọi là đi dạo, đi loanh quanh thì thôi, thì gặp cái người này. Đúng nhất ở đây sẽ phải là số 4. Câu số 17 này. Seminar ni sankha shita hito wa nanani ni jūsho, shimei, kibō bi wo kaite kudasai. Là gì nhỉ? Những người muốn tham gia hội thảo thì hãy viết cái ngày có nguyện vọng, hãy viết cái shime là họ tên và địa chỉ vào cái gì. Bạn thấy là có này, viết vào cái gì đó đúng không? Vậy thì viết những cái yếu tố này vào đâu là phù hợp nhất? Từ đầu tiên shomeisho, shomeisho là giấy chứng nhận, không phải. Từ số 2 là ryoshusho là hóa đơn, không đúng nhá. Moshikomiso là bản đăng ký, đúng rồi. Hợp lý nhất phải là số 3. Số 4 là sankosho là sách tham khảo, không phải. Câu số 18 này. Kono keisan wa nani nani nano de computer wo tsukatte mo jikan ga kakaru. Cái phép tính này bởi vì làm sao đó mà dù có dùng máy tính nó cũng mất thời gian. Thì chúng ta thấy với cái dữ kiện người ta cho như này thì chúng ta dùng từ gì phù hợp nào? Từ đầu tiên là igai. Igai có nghĩa là bất ngờ. Số 2 là judai là quan trọng, nghiêm trọng. Số 3 là fukuzatsu là phức tạp. Và số 4 là seijo là bình thường. Thì phù hợp nhất đây phải là số 3 đúng không? Cái phép tính này, phép toán này nó phức tạp nên là dùng máy tính cũng mất nhiều thời gian, chẳng hạn là các phép tính tích phân, vi phân chẳng hạn. Đúng nhỉ? Tiếp theo câu số 19 này. Kono machi ni wa okina kawa ga nani nani imasu. Ở cái thành phố này ấy, một con sông lớn làm sao đó. Các bạn thấy có từ con sông đúng không? Thì từ nào phù hợp với nó? Từ đầu tiên nagarete, nagareru nghĩa là chảy. À đúng rồi, phù hợp luôn với lại dữ kiện về con sông nhé. Một con sông chảy trong thành phố này. Từ số 2 là shizunde. Từ này có Hán tự đấy nhưng mà kanji N2. Từ này nó có nghĩa là lặn, ví dụ như là mặt trời lặn chẳng hạn, higa shizumu, hoặc là chìm, fune ga shizumu là thuyền chìm, không phải. Số 3 là uite, ư cự là nổi, trái ngược với shizumu, không phải. Từ số 4 koborete là ngập tràn đúng không, tràn ra. Đây, Hán tự đây dùng cho kiểu như là cái lượng nước nó quá nhiều ấy và nó tràn ra ngoài, không đúng. Câu số 20. Kono orange wa America gì đó để san se sắc cự và hin. Chúng ta thấy có từ là từ orange đúng không, là một loại nông sản đúng nhỉ? Vậy thì nó sẽ phải đi với từ san. Đấy, cái gì nhỉ, cái loại cam này ấy, là gì nhỉ, là nông sản của Mỹ. Thông thường đi đi sau mặt hàng nó sẽ có từ hoặc là san hoặc là se, còn thường là sắc cự với là hin thì ít khi dùng nhá. Đấy, chúng ta dùng chữ sản hay là chữ chế thì cái sự khác nhau ấy đó là khi mà là nông sản chẳng hạn như là rau quả đấy,
thịt, những cái đồ liên quan đến nông sản, nông nghiệp các thứ ấy, ngư nghiệp người ta dùng cái chữ sản này. Còn những cái đồ dạng là ở trong nhà máy mà nó làm thay đổi hoàn toàn cái nguyên liệu đầu vào tạo ra sản phẩm, chẳng như là quần áo, máy móc các thứ ấy, thì người ta dùng cái chữ C này. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Chữ chế. Đây là orange là hoa quả thì dùng từ sun. Tiếp theo câu số 21. Câu 21 các bạn thấy là dùng các từ katakana đúng không? Yusho shita senshu ni nani ni yoshite kiji. Tôi đã làm sao đó vận động viên mà giành chức vô địch và tôi đã viết bài phóng sự. Tôi đã làm gì? Số 1, speech. Speech là thuyết trình, không phải tôi đã thuyết trình người này đúng không? Loại này. Số 2 là interview. Đúng rồi, tôi đã phỏng vấn. Interview là phỏng vấn để lấy thông tin, lấy đề tài viết báo. Chính xác là số 2. Câu số 3 là message. Message là tin nhắn. Nhắn tin. Không đúng. Số 4 là communication, có nghĩa là giao tiếp. Không phải luôn nhá. Đúng đây, phải là phỏng vấn để viết báo. Câu số 22 này. Zen inga jibun no iken o jiro shita no de kaigi ga nakanaka owaranakatta. Bởi vì tất cả mọi người đều làm sao đó cái ý kiến của bản thân, cho nên là cuộc họp mãi mà chưa kết thúc. Mọi người làm sao cái ý kiến của bản thân nhỉ? Chúng ta cùng xem. Một là mê đê là ra lệnh, không phù hợp. Henshin là phản hồi. Phản hồi email, tin tức chẳng hạn, không phải. Shucho là khẳng định, đúng rồi, khăng khăng. Hán tự của chúng ta là chữ chủ, chữ trương. Tiếng Việt mình hay dùng là kiểu là chủ trương của đảng, chủ trương của nhà nước, nhưng mà tiếng Nhật nó dùng từ chủ trương này với kiểu như là khăng khăng giữ vững cái lập trường, cái quan điểm, cái ý kiến. Đấy, đúng đây sẽ là số 3. Mỗi người một ý và không ai nhượng bộ ai, nên là cuộc họp mãi mà chưa kết thúc. Chư môn có nghĩa là đặt hàng gọi món, không đúng. Tiếp theo chúng ta có câu 23. Câu 23 là Soruya honga kichin to nanen ni sarete ite kirei na oheya desu ne. Đó là gì nhỉ? Đó là tài liệu, giấy tờ và sách ấy, nó được làm sao đó một cách gọn gàng này, và là một cái phòng rất là sạch. Ở đây chúng ta thấy có hinto là kichin to và kirei na oheya. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là phù hợp nhất là mấy đây? Junbi là chuẩn bị. Đây là kirei na heya thì chuẩn bị nó không phù hợp lắm đúng không? Vậy là chưa chưa đúng này. Sewa là chăm sóc. Sentaku là lựa chọn và seri là sắp xếp, đúng rồi. Giấy tờ và sách vở được sắp xếp ngăn nắp. Phòng rất là sạch sẽ, đúng nhất là seri nhá. Tiếp theo câu số 24. Lại một câu về từ láy tiếp. Asakara nani mo nonde inai no de nodo ga nani nani desu. Từ sáng đến giờ tôi không có uống gì cả, cho nên là họng tôi làm sao? Pera pera là trơn tru, trôi chảy, nó dùng để diễn tả cái việc nói ngoại ngữ. Đấy. Pera pera to hanasu chẳng hạn, nói một cách trơn tru. Kara kara là khô khốc, khát khô, đúng rồi. Phù hợp của chúng ta sẽ là số 2. Nodo ga kara kara có nghĩa là cổ họng khát khô vì không uống nước. Fura fura là choáng váng. Các bạn lưu ý trên, ở trên ấy chúng ta có từ bura bura. Bura bura là đi lang thang. Còn từ fura fura là choáng váng, lảo đảo bởi vì mệt hoặc là bị đau đầu, nhức đầu. Gara gara là vắng tanh, vắng ngắt. Còn kara kara là khô khốc. Đấy, nó khác nhau một chút, nó thay đổi ý nghĩa đấy. Số 4 là peko peko là đói meo, nó dùng để diễn tả cái cảm giác đói, không phải là khác, nên là không chọn này. Rồi tiếp theo câu số 25, câu cuối cùng của phần từ vựng môn đai 3. Shōrai no tame ni okane o nani nani imasu. Vì tương lai thì tôi làm gì đó. Đằng trước có tiền đúng không? Thì tôi một tamete là tôi tích lũy, tiết kiệm tiền. Đúng rồi. Đúng, chúng ta sẽ là số 1 nhá. Từ này nó có Hán tự đấy. Tamete đây. Số 2. Nosete. Đây. Có thể là dùng chữ tải hoặc là chữ thừa. Có nghĩa là chồng lên, chất lên. Không phù hợp. Kasanete là chữ trọng, có nghĩa là chồng chất, không đúng. Kuwaite là thêm vào. Kuwaite này.
Không phải nhá, đúng ở đây phải là tiết kiệm, tích lũy. Môn đai số 4 đó là môn đai từ đồng nghĩa. Chúng ta cùng xem. Câu 26. Watashi wa tsuma to issho ni tsukin shite imasu. Thán tự là chữ thông và chữ cần. Thông cần có nghĩa là đi làm đúng không? Kaisha ni kayo koto. Thì chúng ta sẽ thấy phù hợp nhất với phương án nào nhỉ? Số 1 đúng không? Shigoto ni ita. Shigoto ni ite. Đi làm việc. Đấy. Tôi luôn luôn đi làm cùng với vợ tôi. Không phải là số 2. Benkyo ni ite là gì nhỉ? Là đi học. Từ đi học phải là từ dùng từ tsugaku đúng không? Đây, từ này mới chính xác này. Đi mua sắm số 3 kaimono ni ite hay là sampo ni ite đi dạo bộ đều không phù hợp. Câu 27. Tôi đã có một cái trải nghiệm rất là osoroshi. Tôi đã có một cái trải nghiệm rất là osoroshi. Từ này nó sẽ có hán tự. Osoroshi nếu mà viết hán tự có thể các bạn sẽ đoán được. Hán tự đây là chữ khủng. Đấy, có nghĩa là khủng khiếp, đáng sợ, hoảng sợ. Từ osoroshi nó giống từ kowai nhé, đáng sợ. Vậy các bạn sẽ xem cái nào phù hợp nhỉ? Số 1 này, Tanoshi là vui. Tanoshi là vui này, không đúng. Số 2, Ureshi cũng là vui. Tanoshi là vui của không khí. Đấy. Đông người nó tạo ra cái sự vui đó. Còn Ureshi là cảm giác nội tại vui của một người. Không phải này, Hazukashi là xấu hổ. Kowai là đáng sợ. Đúng rồi, như vậy phù hợp nhất ở đây sẽ là số 4, Yombang. Tiếp theo câu số 28. Sensei ni wake o hanashita. Wake chữ Hán là chữ dịch. Có nghĩa là lý do, lý lẽ. Tôi đã nói lý do, tôi đã nói lý lẽ với giáo viên. Thì từ nào đồng nghĩa nhỉ? Từ đầu tiên idea là ý tưởng. Cái này đồng nghĩa từ kangae đúng không? Ryuru là luật lệ giống từ kisoku này. Từ ryu là lý do. Himitsu là bí mật. Thì đúng đây phải là số 3. Ryu là phù hợp. Tiếp theo câu số 29. Saikin kono kawa wa mizu ga hetta ki ga suru. Nếu mà người ta biết hán tự các bạn cũng sẽ đoán được ngay. Hán tự của chúng ta sẽ là chữ giảm. Thì đọc âm Hán Việt là biết ngay nghĩa của nó là gì đúng không? Giảm có nghĩa là ít đi đúng nhỉ? Gần đây ấy, thì tôi nhận thấy là cái dòng sông này nước nó bị giảm đi, bị ít đi. Vậy nào phù hợp? Số 1 là ô cự nạt tà là nhiều lên, thì cái này phải dùng từ phuê tà đúng không? Tăng. Số 2 là sư cứ nát cự nạt tà là nó trở nên ít, đúng rồi. Số 2 là chính xác. Số 3 là ki đê ni nát tà là trở nên sạch. Ki ta na cự nạt tà là trở nên bẩn, không đúng. Câu số 30, câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Jiken ga umaku ikanakatta no de yari naoshita. Bởi vì thí nghiệm nó đã không thuận lợi cho nên là tôi đã làm lại. Đây chúng ta sẽ có là yari naoshita, hán tự như thế này nhá. Thì thực ra nó là coi như là một dạng ngữ pháp, động từ v mass khi bỏ mass cộng với nao sự có nghĩa là làm lại cái hành động v. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào là phù hợp nhất này. Chúng ta thấy này. Số 1, yarikata o shirabeta đó là gì đấy? Tôi tìm hiểu cách làm. Không phải đúng không nhỉ? Số 2 là moichido osowatta, tôi học lại một lần nữa. Cũng không đúng. Moichido yatta, tôi làm lại, đúng rồi. Tôi làm lại một lần nữa, đúng là 3. Và số 4 là tôi yaru no tochiu de yameta, tôi dừng cái việc làm nó giữa chừng, không đúng. Tiếp theo sang môn đai số 5 là môn đai cuối cùng của phần từ vựng. Môn đai cách dùng từ. Câu số 31 này. Câu 31 người ta cho từ là từ korobu. Đây, korobu hán tự là chữ chuyển. Có nghĩa là ngã. Đấy, nó là cái sự ngã của người đấy. Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp nhé. Kyo wa tsukareta no de hayame ni beddo ni koronda. Hôm nay bởi vì mệt cho nên là tôi đã ngã xuống giường sớm. Không ai nói là tôi đã ngã xuống giường sớm đúng không? Chúng ta sẽ nói là tôi ngủ sớm đúng nhỉ? Hayaku neta sẽ là phù hợp.
Câu số 2 này. Shigoto ga haitta node, ryoko no keikaku ga koronde shimatta. Bởi vì tôi có công việc chen vào cho nên là kế hoạch đi du lịch nó bị ngã. Không ai nói là kế hoạch đi du lịch bị ngã mà phải là kế hoạch đi du lịch nó làm sao đấy. Nó bị rối tung lên này. Kuru te xin lỗi. Đây kuru te nhá. Hoặc các bạn có thể dùng từ chiushi ninatte là nó bị hủy. Chẳng hạn như là ban đầu dự tính là đi du lịch Tokyo chẳng hạn. Đấy, nhưng mà tự nhiên có việc gấp xen vào thì không thể bỏ việc để mà đi được nên là đành phải hủy đúng không nhá? Khiến cho cái kế hoạch này bị hủy hoặc là khiến cho kế hoạch nó bị rối tung lên. Nó không còn được như ban đầu nữa. Câu số 3 này. Taifu de niwa no ki ga koronda. Vì bão mà cây ở trong vườn nó bị ngã, cây không bị ngã đúng không? Cây bị đổ mới đúng. Cái này chúng ta phải dùng từ taorete. Vậy thì chỉ còn đúng ở đây sẽ là số 4. Kaidan de koronde keigao shita có nghĩa là tôi bị ngã ở cầu thang và bị thương, đúng rồi, phù hợp nhất. Ngã ở đâu đó này, kaidan này và bị thương ở phía sau nữa, đúng đây là 4 nhá. Câu số 32. Từ người ta cho là chữ chỉ thị CG. Chỉ thị này có nghĩa là chỉ thị ra lệnh và nó sẽ dùng là gì nhỉ? Cấp trên đúng không? Đấy. Sẽ là từ MUE. MUE. Đúng nhỉ? Từ gì đây? Từ người trên cho Meshita cho người dưới. Cho người dưới hoặc là từ Yoshi từ cấp trên cho cấp dưới đúng không? Buka. Đấy, các bạn xem là cái nào phù hợp nhá. Kono shorui 30 bu copy shite oite tohisho ni shiji shita. Tôi đã ra lệnh, tôi đã chỉ thị cho thư ký, hán tự là bí thư nhưng nghĩa là thư ký đấy, là hãy photo cái tài liệu này thành 30 bản. Đúng rồi. Đây là giám đốc đúng không? Ra lệnh cho cấp trên, à xin lỗi, cho cấp dưới là thư ký. Phù hợp nhất là một luôn. Câu số 2 này. Kono sakubun o mite itadakemasen ka? To sensei ni shiji shita. Tôi đã ra lệnh cho thầy giáo là có thể xem giúp em cái bản cái bài văn này được không? Thì người dưới học trò nói với thầy thì không thể dùng từ CG đúng không? Mà phải dùng từ gì nhỉ? Cái này có thể dùng từ tanonda đúng không? Đã nhờ. Hoặc là dùng từ iraishita cũng là nhờ nhưng mà nó lịch sự hơn một chút thì mới phù hợp đúng nhỉ. Tôi đã nhờ thầy là xem hộ tôi cái bài văn. Câu số 3 nhé. Ashita egao mini ikoyo to tomodachi ni shijishita. Với bạn bè ngang hàng đúng nhỉ, cũng không dùng CG mà cái nội dung của câu này ấy, là đây là một câu rủ bạn mình đúng không, ngày mai có cùng đi xem phim không thì không dùng từ CG mà phải dùng từ xa xôi đúng nhỉ, xa xôi tờ. Tôi đã rủ bạn tôi là ngày mai có đi xem phim không. Câu 4 này. Thôi đều đô cố ni arimasu ka? To tenin ni shiji shita. Tôi đã ra chỉ thị cho nhân viên đó là gì nhỉ, đó là nhà vệ sinh ở đâu. Thì nếu như chỉ nhìn vào tên ni shijita thì người làm chủ có thể ra chỉ thị này được đúng, nhưng nội dung của câu này thì lại không phải là người chủ đúng không, đây có thể là hành, đây có thể là khách hàng, khách của quán hỏi thì cũng không dùng từ CG và nội dung cũng không đúng. Cái này chúng ta chỉ dùng đơn giản là từ kita thôi đúng nhỉ. Tôi hỏi nhá, tôi đã hỏi nhân viên cửa hàng là nhà vệ sinh ở chỗ nào. Tiếp theo câu số 33. Câu số 33 từ người ta cho là một động từ phức. Miokuru. Miru là nhìn, okuru là bình thường hay gì là gửi đúng nhỉ? Thì từ miokuru ghép vào với nhau nó có nghĩa là tiễn. Đấy. Chúng ta cùng xem từ nào mà nghĩa là tiễn này. Câu 1. Mainichi kanarazu meiru o miokuru yoni shiteiru.
Hàng ngày ấy, thì nhất định là tôi luôn luôn cố gắng là tiễn mail, không phải đúng không? Đi với email thì phải là gì đấy, tôi kiểm tra đúng không? Tôi check cự nha, mới đúng nha. Tôi check mail này. Câu số 2. Nam peji ka mi okutte mita ga muzukashikute wakaranakatta. Tôi đã thử tiễn xem là ở trang mấy, nhưng vì nó khó nên là tôi không biết. Cái này nó cũng hơi ai mai, cái này các bạn có thể dùng từ tôi đã thử nhớ đúng nhỉ? Oboete. Tôi đã thử cố nhớ lại xem nó ở trang mấy nhưng mà nó khó quá, tôi không nhớ được, tôi không biết được. Câu số 3. Densha no mado kara keishiki o mi okuru no ga suki da. Cái việc tôi rất là thích cái việc mà tiễn phong cảnh từ cửa sổ của tàu điện, không phải đúng không? Phải là ngắm cảnh. Đây các bạn phải dùng từ nagameru mới phù hợp. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là phương án còn lại là 4. Kuni ni kaeru yujin o kūkō made mi okutta, có nghĩa là tôi đã tiễn người bạn đúng nhỉ? Đấy. Tôi đã tiễn người bạn mà sẽ về nước đến tận sân bay, đúng rồi, phù hợp trong bối cảnh. Câu số 34. Chữ Hán là chữ thực có nghĩa là trồng. Ueru thông thường sẽ là trồng gì đấy? Trồng cây đúng không? Trồng cây này, trồng rau này đúng không? Đấy, trồng hoa này. Chúng ta xem nhá. Câu 1 này. Kinjo no koen ni wa iroro na hana ga uete aru. Ở cái công viên gần nhà ấy, rất là nhiều loại hoa đang được trồng. Đúng rồi, có hinto là hana thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng là số 1 luôn. Câu số 2. Keki ni ichigo ya kurimu o takusan ueta. Tôi đã trồng rất là nhiều ichigo, rất là nhiều dâu và kem lên bánh. Không ai nói là trồng như này hết đúng không? Tôi đã làm gì đấy? Tôi đã, có thể là tôi đã đặt đúng không nhỉ? Tôi đã noseta này. Đấy. Hoặc là tôi đã trang trí đúng không nhỉ? Kazata cũng được. Câu số 3. Kono kūkō wa umi ni tsuchi o uete tsukurareta. Cái sân bay này ấy, nó được xây dựng, nó được tạo ra bằng cách trồng đất xuống biển. Cái này phải dùng từ lấp đúng không nhỉ? Lấp đất xuống biển phải dùng từ umete. Đấy. Câu số 4 này. Michi ni dento ueta no de aruku natta, akaruku natta. Bởi vì người ta đã trồng rất là nhiều cái đèn điện ở đường cho nên là nó đã trở nên sáng, cũng không đổ. Cái này chúng ta phải dùng từ sechi, có nghĩa là người ta đã lắp đặt, bố trí. Rồi tiếp theo, câu cuối cùng của chúng ta, một câu về tính từ. Từ của chúng ta là từ chữ chính và chữ trực, đọc là shojiki. Shojiki có nghĩa là chính trực, ngay thẳng đúng nhỉ? Nó dùng để chỉ tính cách con người. Chúng ta cùng xem từ nào phù hợp nhé. Câu này là Kogawa-san wa shojiki na hito de keshite uso wa iimasen. Anh chị Kogawa là một người rất là chính trực, rất là ngay thẳng và nhất định là sẽ không nói những cái điều dối trá. Đúng rồi, chúng ta thấy phù hợp luôn. Thứ nhất là bởi vì dùng cho từ chỉ người đúng không, hito này. Thứ hai, cái nghĩa đằng sau là không dối trá, đúng nhất là một. Câu số 2. この商品の正直な使い方をこれから説明します. Từ bây giờ tôi sẽ giải thích về cách sử dụng chính trực của sản phẩm này, không phải đúng không? Cách sử dụng chính xác, Tadashi. Câu số 3 này. これは正直な話なのに誰も信じてくれません. Đây là một câu chuyện chính trực vậy mà không ai tin. Phải là đây là một câu chuyện làm sao? Đây là một câu chuyện có thực đúng không? Thực tế, hontou no hanashi. Câu số 4 này. Shōjiki na kyōri wa wakarimasen ga 10 km ぐらいだと omoimasu. Tôi không biết cái khoảng cách chính trực nhưng mà tôi nghĩ là khoảng tầm 10 km. Cái này là phải là khoảng cách chính xác đúng không nhỉ? C các cứ. Tôi không biết chính xác cụ thể là
bao nhiêu, nhưng mà nó khoảng 10 cây, 10 km nhá, đúng vậy là một. Thì đó là toàn bộ cái phần chữ này, các bạn hãy xem thật kỹ cũng như là rút ra kinh nghiệm cho bản thân, xem lại những cái từ mà người ta đã hỏi, có thể người ta sẽ ra lại trong các lần thi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sắp tới.